Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi với chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội do chị Julie thực hiện. Thì hồi trong phần đầu chương trình thì bác sĩ Khải, Cao Minh Khải Tiêu và tôi là bác sĩ Nguyễn Hữu Vượng đã trình bày với quý vị về những cái chứng nhức đầu thông thường. Trong những chứng nhức đầu thông thường này thì có cái chứng nhức đầu nó gọi là migraine headache, là chứng nhức đầu đông. Đó là cái chứng nhức đầu mà hình như nghe đồn là ngày hôm nay chị Julie của chúng ta bị vướng phải, và vì đó chị nằm ở nhà coi tivi thay vì lên đây làm tivi. Thì chị để nhân tiện đây tôi muốn lấy cơ hội này để mà chia sẻ với quý vị tại sao mà chị Julie của chúng ta phải nằm ở nhà. Thì cái chứng migraine headache hay tiếng Việt của mình dịch nôm na là nhức đầu đông. Chứng nhức đầu đông này đó cũng khá thông thường. Nó đặc biệt là cái nhức đầu đông này, cái triệu chứng của nó rất là dễ nhận ra. Nó khác với chứng nhức đầu mà tension headache hay là sinus headache. Tension headache thường thường là nó căng ở trên da đầu, hoặc là nó thấy như có acid trên da đầu. Hoặc là có một số người thì nó là bị đau ở cái bắp thịt cổ, có thể chạy xuống dưới vai. Cái đó là bị nhức đầu về căng thẳng. Còn chứng nhức đầu mà sinus headache thì là đau, bị đau xoang. Thường thường người ta hay đau ở trên cái những cái xoang ở đằng trước đầu, ở frontal head, ở forehead, tức là ở cái trên trán, hoặc là đau ở trên cái xoang gò má, hoặc là đau xoang ở trên sống mũi. Những cái chỗ đó là đau xoang thì cũng khá thông thường. Tuy nhiên thường thường đi hay đi chung với những người mà bị hắt xì, chảy nước mũi thì những người đó hay bị đau xoang. Nào, cái migraine nó đặc biệt là thường thường đó, khi nó đau đó, nó có một cái đau của nó thường thường người ta hay tả là nó bị đau mà đau giật giật, cái đau mà đau buốt, nó không chỉ buốt một lần mà nó đau theo từng nhịp, giống như là đi đau chung với cái nhịp tim của chúng ta vậy đó. Tức là nó đau, người ta nói là đau giống như đau nhức từng nhịp một đó. Mỗi lần mà người ta thấy nghe nhịp tim mình đập là nó buốt lên cái đầu một cái, nó buốt giật giật như đầu như vậy, và nó rất là đau rất là nhiều. Cái đau này đó, mình mà càng cử động càng nhúc nhích thì càng đau. Thành ra những người bệnh nhân thường thường khi bị migraine headache là họ chỉ muốn đi nằm. Và cái người bệnh nhân khi mà bị chứng nhức đầu đông hay là migraine headache, họ cũng rất là nhạy cảm với lại tiếng động ồn ào hoặc là ánh sáng. Tại vì tiếng Mỹ là photosensitive hoặc là phonosensitive, tức là bị ánh sáng sáng quá nó cũng làm họ bị khó chịu, đau đầu thêm, mà tiếng ồn nhiều quá cũng làm họ bị khó chịu. Cái cách tốt nhất cho những người này là nếu mà họ nằm được nghỉ vào trong cái phòng tối, họ yên lặng, nếu mà họ ngủ được thì tốt nhất. Đôi khi mà cái chứng migraine headache khi nó bị nặng, người bệnh nhân cũng dễ bị ói mửa, bị buồn ói, bị buồn mửa, và làm rất là mệt. Thì cái chứng đầu đông này đó, những cái người bệnh nhân khi mà họ bị đó, họ không có muốn đi đâu hết, họ chỉ muốn nằm trong nhà phòng kín để được nghỉ ngơi. Thì hy vọng đó có lẽ là lý do tại sao chị Julie không có đi đến đây được. Tại đến đây thì ánh sáng, rồi nghe bác sĩ Vượng, bác sĩ Khải nói ồn ào quá, thành ra nhức đầu thêm. Thì tuy nhiên cái chứng bệnh migraine headache này đó, cũng muốn được chia sẻ với quý vị là nó có cái đặc biệt là cái số người mà hay bị migraine headache thường thường hình như là phụ nữ nhiều hơn đó, đàn ông. Dạ đúng, phụ nữ nhiều. Và phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trong cái tuổi mà mặc dù trẻ em cũng có thể bị migraine, nhưng mà đa số cái lứa tuổi thường thường là khoảng bắt đầu teenager all the way cho đến tuổi mà khi mà có kinh nguyệt. Thường thường những người phụ nữ mà sau khi tách kinh thì cái migraine của họ ít có bị hơn, nó từ từ nó giảm thiểu. Thì tại sao nó như vậy? Thì tôi muốn nhờ bác sĩ Khải nói thêm về cái những nguyên nhân có thể nó dẫn đến migraine, và nói thêm những cái triệu chứng, những cái dạng migraine. Tại migraine, cái chứng nói về migraine nó có nhiều dạng, nhiều thể lắm. Xin mời bác sĩ Khải. Yeah, so cái migraine đó là bác sĩ Vượng sơ qua nói là nó xảy ra thường xuyên nhất là cho một nhóm bệnh nhân là người phụ nữ nhiều hơn đàn ông. Cái nhóm bệnh nhân thường là nó kêu bằng childbearing age, nghĩa là trong cái thời gian mà có thể là
có con được sau khi mãn kinh rồi ít bị hơn trước khi tới mức mà có kinh á thì ít bị hơn. Lý do chánh á thì thường xuyên đó, trong người phụ nữ đó là nó ta nghĩ cái migraine nó liên quan cái hormone cái estrogen. Trong cái thời gian cái tuổi này đó thì thường cái hormone cái estrogen nó fluctuate, nó lên xuống mỗi tháng. Nó sẽ thay đổi, mà cái hormone nó thì nó sẽ đi trong cái mạch máu, nó có thể nó thay đổi cái cách mạch máu mình nó co bóp, cái hormone có thể nó đi vô dây thần kinh, cái cách mà nó cũng như là mấy cái bộ phận nó chuyển với nhau đi, có thể nó dồn lại làm cho mình nhức đầu. Rõ ràng 100% mình không biết tại sao mà bị migraine, mà cho đến ngày này thật sự người ta không biết tại sao. Mà phần đông cái lý do phụ nữ bị á, là thường đó là tại cái estrogen hormone đó nó thay đổi thường xuyên hơn. Bởi vậy cái thường đó là một người bệnh nhân mà bị menstrual migraine là thường dễ bị migraine trong thời gian có bầu nhất. So cái migraine này đó là thường đó, nếu mình bị rồi đó nó có mấy cái trigger làm cho mình không phải tự nhiên cái trigger, so maybe có thể hôm nay chị Julie stress tại mình không có đề tài. Bác sĩ vừa bác sĩ Khải không có trả lời nhức đầu không mà. Trả lời nhức đầu. So mấy cái nó có cái trigger nó làm cho mình tự nhiên bị cái migraine. Một là stress, hai là có thể là thiếu ngủ, ba là có thể là caffeine withdrawal, bốn là có thể trong cái tháng cái hormone mình nó đang thay đổi. So mấy cái đó nó dồn lại là mấy cái trigger nó làm cho mình dễ bị cái migraine. And cái migraine sơ bác sĩ Vượng sơ qua nói đó nó hơi đặc biệt tí xíu, nó thêm mấy cái triệu chứng cái photosensitivity, sound sensitivity, mấy cái tiếng nói hay là cái ánh sáng nó sẽ làm cho nó bị nhiều hơn. Nào, cái migraine đó là trong người phụ nữ đó, cái này hơi đặc biệt tí xíu là mấy người bệnh nhân mà có bầu mà bị migraine, trước khi có bầu bị migraine, trong thời gian có bầu đó thì cái migraine phần đông á nó giảm đi. Nó bớt đi à? Nó bớt đi. Không phải 100%, không phải 100 người sẽ có bầu sẽ hết bị 100 người hết, mà phần đông hơn 50% bệnh nhân. Lý do tại sao nó bớt bác sĩ ạ? Thì nhớ bác sĩ Vượng cũng nhắc sơ qua hồi nãy đó là cái estrogen, cái hormone trong thời gian mà mình chưa có bầu thì cái kinh nguyệt, cái trứng nó sẽ rụng, thì cái hormone nó sẽ thay đổi từ lên xuống. Trong thời gian có bầu đó thì cái hormone nó stable. Lúc nào nó cao. Yeah, nó stable, nó không thay đổi. Thì cái người bệnh nhân trong thời gian có bầu đó, thường cái migraine nó sẽ giảm đi. And then sau khi đó đó, ta để ý cũng một người bệnh nhân sau khi sanh rồi mà cho bé bú, thì cái người bệnh nhân đó, cái migraine nó cũng giảm một phần so với một người bệnh nhân cho bú sữa bình. Cho bú sữa mẹ ít bị migraine hơn, cho bú sữa bình nhiều bị migraine hơn. Thì một phần nó cũng liên quan vậy, mấy bé cho bú cái hormone của mình nó cũng stable. Nó stable, nó không có đi lên đi xuống. Không đi lên đi xuống. So người phụ nữ thì một người migraine thường xuyên bị nhất. Lý do chính là estrogen, mà nó có nhiều lý do khác. Có một cái mà tôi muốn chia sẻ với quý vị, ngoài cái vấn đề đó, cái migraine nó có hai dạng, chia làm hai dạng chính. Là một cái dạng nó gọi là có aura với một dạng là không có aura. Tức là có aura đây nói nôm na về tiếng Việt là nó có cái tiền chứng, tức là trước khi mà mình lên cơn migraine thì những cái người bệnh nhân thường bị chứng nhức đầu đông đó, họ có cái tiền chứng là thí dụ họ có thể thấy những cái ánh sáng chớp ở trong mắt của họ, hoặc là họ có thể hửi được những cái mùi mà những người khác không hửi, thế họ thấy những cái mùi lạ lạ, hoặc là có thể thấy những cái đường cái line, những cái đường mà nó rích rác ở trên trước mắt của họ mà không ai thấy hết. Đó là những cái tiền chứng. Thường những cái tiền chứng này, hoặc là đôi khi có một số người họ có những cái tiền chứng là tự nhiên thấy cái đầu nó ê một hồi, rồi lúc đó cái cơn migraine nó mới lên. Thì những người bệnh nhân mà có cái tiền chứng hay là có cái aura đó thì thường cái đó là cái classic symptom của những người bị bệnh migraine. Tuy nhiên có những người bị bệnh chứng nhức đầu đông mà không có cái tiền chứng, không có cái aura, tức là họ không có những triệu chứng đó, đến lúc mà cái cơn nó lên là nó cứ lên thôi, và tư thế là họ bị đau. Thì ngoài ra cái migraine nó còn có những, có thể nó có những cái, hồi nãy bác sĩ Khải nói về cái menstrual migraine,
Tuy nhiên migraine nó cũng có những cái di chứng khác mà nó có thể có những người bị dạng migraine rất là đặc biệt, tức là đặc biệt trẻ em khi mà nó bị migraine đôi khi bị ói mửa, không bị đau bụng chứ bị đau bụng. Trẻ em cũng đôi khi mà họ bị migraine đó, cũng có thể bị fever. Cái chuyện này rất là hiếm mà có bị fever. Tuy nhiên để ý thường thường trẻ em đôi khi nếu mà bị, tức là teenager girl mà bị đôi khi bị fever một cách vô lý, người ta cũng không hiểu tại sao nữa. Mà có những người bị basilar migraine, tức là họ sẽ có thể họ có bị những triệu chứng giống y như bị stroke, tức là họ nói không được, tự nhiên cái cổ họ cứng, họ nói không được, họ ói mửa, hoặc là tự nhiên họ bị tê tay tê chân. Thì những cái đó là những cái triệu chứng mà những cái biến chứng, những cái dạng migraine khác nhau mà đôi khi chúng ta thấy nó rất giống như là bị tai biến. Trong trường hợp đó làm sao mình biết là migraine hay không? Cái cách tốt nhất, một lần nữa tôi xin quý vị, nếu mà chúng ta không chắc ăn cái việc đi vô nhà thương, tại vì thà một chuyến đi vô nhà thương dư còn hơn là chúng ta bị tai biến mà chúng ta chữa trị không được kịp thời. Chúng tôi xin tạm dừng ở nơi đây để quý vị có thể lắng nghe những cái chương trình quảng cáo bởi những cơ sở thương mại bảo hộ đã bảo hộ cho chương trình. Xin hẹn quý vị trong vòng vài phút nữa. Xin cảm ơn.